Xin chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Em là Mai Văn Trơn, là nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn OBS, hiện đang phụ trách thị trường khu vực huyện thành phố của Bến Tre. Và ngày hôm nay Trơn có đến ao của anh Tư để kiểm tra cái đàn tôm của anh phát triển như thế nào. Tôm nay 58 ngày, anh sử dụng thuốc và con giống của công ty OBS, xem phát triển ra sao. Xin mời chúng ta cùng xem tôm và khu nuôi của anh. Chúng ta cùng nhau xem tôm của anh. Tôm của anh nay được 58 ngày, thả tôm giống OBS 58 ngày, một đội 100 con trên 1 mét vuông. Tôm tầm 60 con, rồi nó khỏe, nó đẹp. Môi trường rất là đẹp, nước mở. Anh sử dụng 100% thuốc OBS như là con giống của công ty OBS. Tôm 58 ngày thì ra tầm 60 con, tốc độ 100 con một mét vuông, tốc độ lớn tương đối khá. Và chi phí anh sử dụng những sản phẩm khuyến mãi của công ty thì chi phí nó rất là thấp. Với cái giá thị trường, giá tôm thương phẩm hiện nay thì thả một đội vừa phải, mà chúng ta lúc bị xe nhanh lớn hơn và lợi nhuận nó sẽ lời hơn, chi phí nó sẽ thấp. Chúng qua ao thứ hai của anh, chúng ta xem cái tôm ao thứ hai của anh cũng 58 ngày. Tôm giống của OBS, ao này nhỉnh hơn nữa, ao này hàng năm mấy, 55-56, 100 con trên 1 mét vuông, có hệ thống si phong quạt nghiêm chỉnh. Dạ nha, kia thấy không? Tuyệt vời. Cái này hàng năm, cái từ xe 558 ngàn, rất là tốt. Với cái chi phí tôm nhanh lớn như này, chi phí sẽ hạn chế lại. Với cái thời điểm hiện nay thì mình sẽ có lợi nhuận khá hơn. Xin chúc mừng anh, xin chúc anh có vụ mùa thắng lợi. Quý cô chú anh chị các bạn có cần hỗ trợ kỹ thuật cũng như là thắc mắc về con giống, thuốc của công ty cũng như là thức ăn thì có thể liên hệ với em Mai Văn Trơn với số điện thoại là 037 471 2087. Em xin chân thành cảm ơn, xin chào và xin hẹn gặp lại ở video tiếp theo.